Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Mít Gaming. Hôm nay cùng mình lại trải nghiệm 8 tựa game nha. Là tựa game Tôm, Mi Hành. Ok, tựa game đầu tiên cho video đây chính là Mi Hành. Let's go. Hành. Ok. À, chó đó. Massage cho chó. Ok, à, đói à. Ok, ăn một quả táo. À, thỏ. Đi vệ sinh. Tắm nha. Đã buồn ngủ rồi. Ok, đi tắm. Đi ngủ. Mơ. Mơ con thỏ. À, chụp ảnh. À, Min Gaming. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh Min Gaming nha. Bật đèn. Trời đã sáng. Wow. Rất là có con vật. Ôi, chạy hết rồi. Ok. Đài. Bật bơi. Ok. Chờ các con vật đến. Chụp ảnh. Ok. Hello. Ok, chúng ta đến game tiếp theo nha. Tôm free. Tôm và các người bạn. Bóng à. Ây à, ây à. Đồng bóng, mình đã xin, ây, dừng ngã. Ok, đi vệ sinh. Wow. Oh, antenna. Oh, ngoài sân. Đi học. À, những người bạn. Ok. Lên xe. Đi học. Bật vẽ. Hát.
Ok mèo đang hát. Ăn là nước pizza ngon. Nobody do yo. Nobody do. Ok. Nobody do. Mấy cái tiếp theo. Tốc ngon răn. Tôm trắng. Ok lắm rồi. Wow. Không bảo như thế nào. Ok. Game tiếp theo Tom Hero. Oh,
thuyền. Ok, chúng ta mi Angela. Wow. Wow, thích uống sữa. Tắm chứ á. Tắm cho bé. Ok, đánh răng. Rất là trắng. Đi ăn nha. Bánh quy. Làm cái bánh quy. Mình lấy sữa. À, nhắn tin. Nhắn tin thì... Uống sữa tiếp. Ok, đi mua thức ăn. Sữa 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 sữa. Bánh. Nước cam. Táo, dưa hấu, súp lơ, bánh quy, ok, súp lơ, kẹo, là một quả táo. Ok, lại có mảng bám. Rất là trắng. Rất buồn cười. Rất là hay đấy. Wow. Khá là đẹp. Wow. Mắt. Wow. Ok. Váy màu hồng. Ok, đi ngủ. Tan Kim Jun. Con mèo đang hot nhất hiện nay. Chú. Wow. Chú. Tắm nha. Đấy, kỳ coi. Wow. Mắt nó rất đỏ. Không có gì ăn. Ta. Đôi mắt rất đỏ. Ok, chơi game. Ok. Wow. Nước thuyền. Yeah. Wow. Yeah. Chúng ta chơi game để lấy tiền.
mua thức ăn cho mèo. Wow. Yeah. Wow. Khá là khó. Càng càng nhanh các bạn. Oh. 28 xu. Yeah. Ok, mua thức ăn nha. Rán này, thạch sồng này, cá chép, rán, ok, rồi hết, wow, cho nó ăn con rán này, ui, thạch sồng, lisa. Lasha. Wow. Con cá chép. Ui, mèo ăn cá. Wow. Mèo ăn cá. Đôi mắt rất to. Wow. Thêm con rán nữa. Con thầy sùng nha. Chiu. Wow, ok. Đi ngủ. Bay lơ lửng. Slap. Ok. Chúng ta game tiếp theo nha. Mi tôm. Wow. Sữa. Trắng sạch. Ok, hết tiền ăn rồi. Ok, no. Chơi game. Ây da. Ối giời ơi. Yeah.
Quá tuyệt vời. Ok, chúng ta có bao nhiêu xu? 48 xu. Một ít thức ăn. Bánh mì. Bánh mì. Hết tiền. Nhanh quá. Ăn khỏe. Ồ, lên em vào. Em 18 tuổi. Yeah. 18 tuổi. Ok, đi ngủ. Wow. Ok, chúng ta đến game cuối cùng trong video ngày hôm nay. Tôm Run Run 2. Kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ấn like và đăng ký kênh như nhà mình để ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau.